Chị vợ nào mà hay khó chịu với mớ đồ đạc linh tinh, không biết để đâu cho gọn, hay không biết cất vào đâu cho đỡ ẩm mốc, thì mấy anh chồng phải sắm liền bộ tủ phòng tắm này cho em nha. Bao nhiêu đồ dùng nhà tắm, to nhỏ lớn bé, em này đều cần cất. Đảm bảo chị nhà mình sẽ không còn tiếng to tiếng nhỏ nào nữa mỗi khi bước vào phòng tắm đâu ạ. Không gian tủ thì vô cùng rộng rãi luôn. Khăn giấy thì để ở đây, khăn tắm thì để chỗ này, còn những vật dụng to lớn sẽ để ở ngăn này. Quá là tiện lợi cho mình luôn đúng không ạ? Nước hoa, đồ dùng, mỹ phẩm thì để ở đây và ở đây nữa. Tha hồ cho chị em mình cất giữ đồ dùng thoải mái luôn nha. Gọn gàng, sạch sẽ, tối ưu không gian mà lại tiết kiệm thời gian tìm kiếm như thế này, đảm bảo chị em nào cũng sẽ thích mê. Enix, công nghệ nâng tầm cuộc sống.